Các em nhớ giùm tôi có những cái phần, cái dạng bài các em nhớ nè, là phần xương và phần nằm trong xương. Các em nhớ chưa? Phần xương và phần trong nằm trong xương. Thì bây giờ ta nói từ ngoài vào trong nè. Thứ nhất là cái bàn tay chúng ta. Bàn tay chúng ta. Thì thứ nhất cái bàn tay mà các em nắm cái này kéo hoài đó, nắm này lên là gì các em? Cái phần các em nắm lên nó có hai cái, là cái phần cứng á, ta gọi là gì? Là gờ lung. Và phần dưới mà mềm đó, để các em đeo đó, ta gọi là giái tay nha. Phần lưng này bên trong nó có cái chạy, cái gờ chạy dọc theo nó, ta gọi bằng gì các em? Gờ đối lưng, dễ không? Này lưng nhĩ nè, đây là gờ đối lưng, dễ không? Còn phía trước này và chỗ này nó có hai cái, ở phía trước này ta gọi là bình tai, thì này cái gì các em? Gờ đối bình, rất là dễ nhớ các em. Nó hai cái hố này ta gọi là hố thiền, và hố này ta gọi là hố tam giác. Đây nè, hố tam giác này các em thấy chưa? Hố tam giác này là hố thiền, thấy được chưa? Rồi chỗ này lại gọi là cái sống các em, sáng. Đây là cái ống tay ngoài, các em thấy chưa? Ống tay ngoài nha. Chỗ này nè, cái ống tay ngoài. Cái ống tay ngoài nó đi tới đây thôi. Chỗ này nó có cái màn nhĩ nè. Ha, màn nhĩ nó nằm ngay chỗ này đây. Thì chỗ này ta gọi là hộp nhĩ. Thấy chưa? Hộp nhĩ. Hộp nhĩ thì nó có ba cái xương con, các em nhìn cho đó. Nhìn cái xương con của đây. Phép bên kia. Đó, ba xương con đấy. Nha. Em nào nó hư nó vậy. Ba cái xương con nè. Thì cái xương này là cái xương nó ép vào trong cái màng nhĩ chúng ta này các em ha. Và ta gọi là xương búa. Đây là xương đe ha. Búa, các em nhớ cán búa nè. Búa nè ha. Rồi các em học trên cái mõm đó thôi. Xương đe nè ha. Đe là trụ ngắn nè, trụ dài nè. Xương này là xương bàn đạp nha, xương bàn đạp. Đấy. Còn có nền là trụ trước, trụ sau. Và cổ của nó thôi các em nha. Xương này ta gọi là xương bàn đạp, có ba xương thôi. Xương búa, xương đe, xương bàn đạp. Được rồi ha. Rồi. Xương bàn đạp này sẽ đạp cho đâu các em? Đạp vào cửa sổ tiền đình. Đây các em thấy đây, hầm dưới chúng ta có hai cái cửa sổ. Cửa sổ tròn quay như hình trung cầu trục này ta gọi là cửa sổ tiền đình. Ở dưới có cửa sổ tròn này ta gọi là, xin lỗi, là cái cửa sổ này là cửa tiền đình, cái này là cửa sổ ốc tai nha. Cửa sổ mà hình to và hình bầu dục ta gọi là cửa sổ tiền đình. Còn cửa sổ tròn nhỏ nằm dưới ta gọi là cửa sổ ốc tai. Nhớ chưa? Đó hai cửa sổ. Thì bây giờ các em thấy khi đạp vô cái này đó, thì chúng ta đây có cửa sổ tiền đình, cái này nhỏ quá, đưa bộ bự lại. Đây các em thấy đạp vô thì nó có hai cửa sổ nè, thấy không? Đây cửa sổ tiền đình nè, cửa sổ ống tay dưới này nè, các em thấy chưa? Đây hai cửa sổ nè, tiền đình, ống tay ở dưới, nha. Rồi. Thì bên trong này tới cái tay trong á, tay trong thì các em nhớ được tôi hai phần thôi, phần xương và phần nằm trong xương. Thì phần xương là phần này nè, các em thấy gọi là gì em? Là mê đạo xương, ha, mê đạo xương là cái này nè, ha. Còn cái này là gì? Là mê đạo mềm. Các em tưởng tượng được chưa? Gồm hai phần, phần xương thì là mê đạo xương, còn phần nằm ở trong xương nó gọi là mê đạo mềm. Thì phần tai trong nó có hai phần là nghe và thăng bằng nha, nghe và thăng bằng. Thì nghe thăng bằng nó có ba ống bán khuyên. Các em coi định hình này nha. Ở đây là phía trước nè, ở đây phía ngoài, đây là phía sau, thì nó có ba ống bán khuyên nè, ống bán khuyên trước, ống bán khuyên sau và ống bán khuyên ngoài. Các em để chỗ này nên chứ cầm lắc lắc hồi không biết cái nào trước nào sau nha. Để chỗ này nè mới định hình được đó nha. Thì ông bám cái này trước nè, này sau nè, đây ngoài, các em thấy chưa? Định hình lên chỗ này, đây là phía trước chúng ta nè, đây phía ngoài, đây là phía sau nè. Thì chúng ta có trước, sau và ngoài, được chưa? Rồi. Cái phần này nè các em, này nè, thấy không? Các em thấy, để chỗ này mới biết được nha. Xin lỗi cho em nha. Để hồi chúng ta để không ra đấy. Đây nè các em, đây nè, trước nè, sau nè, ngoài nè nha, trước sau và ngoài. Như vậy thì đây là cấm bán khuyên nha. Ở đây ta gọi là gì các em? Cái phần to đó đây, mỗi bán khuyên này chạy về nè, ta gọi là bóng nang nha. Và chỗ này đó khi nó đổ về ta gọi là son nang nha, chỗ to nhất nè, nó đổ về chỗ này son nang. Và cục tròn như này ta gọi là cầu nang nha. Cái này gọi là bóng nha, bóng nè, son nang, cầu nang nha. Còn nó tập trung về này, cái ống này đó là cái ta gọi là cái ống túi bạch huyết, ống bạch huyết và túi bạch huyết của nó thôi các em nha. Đấy. Rồi. Chỗ phần nó nối với nhau cái ống son cầu thì mình không thấy rõ đây các em nha. Ở đây hệ thần kinh của nó thôi. Còn cái phần sấn này nè, ta gọi là phần ốc tai nha, cái phần sấn này nè, phần ốc tai. Thì phần ốc tai này nó, nếu mà nó có phần nội dịch và ngoại dịch các em nha. Nội dịch và ngoại dịch. Thì tôi trong này tôi không biết cái phần nào là nội dịch ngoại dịch, mà tôi nghĩ là cái phần này là nội dịch nè, phần ngoài này là ngoại dịch nè. Thì phần nội dịch và ngoại dịch nó chiến động với nhau. Tại vì sao? Tại cái phần nội dịch á là nơi đó nó sẽ có lót cái tấm niêm mạc
mà tấm niêm mạc nó chính là cái đầu mút của dây thần kinh số 8. Các anh thấy dây thần kinh số 8 nó bóc lên đây nè. Thì khi mà cái sóng du động mà nó đập vào trong màng nhĩ nó đập vào ba cái xương, bốn xương đeo xương bàn đạp á, thì xương đó nó đạp vào trong cái tiền đình chúng ta đó, thì lúc đó nó đạp bị cái sóng từ sóng ngoại dịch nó chuyển qua nội dịch, và khi sóng nội dịch nó di chuyển một cái gì nó sẽ tác động lên các đầu mút của dây thần kinh, và đầu mút thần kinh này cảm nhận được cái sóng đó đó mà nó ghi nhận được âm thanh. Các tin được chưa? Do đó tôi nghĩ đây là cái ngoại dịch và đây là nội dịch thôi các nha. Đây là ngoại dịch và đây là nội dịch. Đây các em, đây có bao nhiêu thôi các em nha. Bây giờ các em coi này nha. Ở cái hộp nhĩ chúng ta đó thì nó có 6 cái thành nha. À, thành trước nè, ha, thành sau, thành trên, thành dưới, thành trong và thành ngoài nha. Bây giờ các em coi thành trước của nó đó. Thành trước nó có gì? Cái này nè, ta gọi là cái thông từ đây cho đến cái vùng hầu, ta gọi là ống hầu vòi tai nha, ống hầu vòi tai. Nó đi từ hầu cho đến cái hộp nhĩ chúng ta đây nha. Ở đây là cái động mạch cảnh, do đó thành trước nó còn gọi là thành động mạch nha. Thành sau, thành sau thì nó thông chỗ này, cái này là cái này ta gọi là cái xà bào của xương chủng nha, xà bào xương chủng. Do thành sau còn gọi là thành chủng các nha. Thành dưới của nó thì nó liên tục với cái tĩnh mạch cảnh trong, các thấy tĩnh mạch cảnh trong đây là mạch cảnh trong nè, đây là tĩnh mạch cảnh trong nè. Thì thành dưới nó liên tục với tĩnh mạch cảnh trong, do thành dưới ta còn là thành tĩnh mạch các nha. Rồi thành ở ngoài thì nó có màng nhĩ đẩy lên, cái đó ta còn gọi là thành màng. Còn thành bên trong thì nó có những cái mê đạo, thì gọi thành trong ta gọi là thành mê đạo nha. Rồi thành trên á thì nó thông với cái ngách thường nhĩ, ta có thể còn gọi là thành cái thành thành ngách thường, cái thành thường nhĩ đây. Đây có nhiều thôi các em nha, để các em hồi nữa tự coi. Bây giờ còn phần cuối cùng là phần hầu đâu, hầu đâu, cái hầu của các em. Mô hình hầu các em có cầm đó không? Cái này giữ mô hình hầu không các em? Chưa lấy ra gì thôi. Tới các em chia nhau câu đi nha, hồi tôi cầm phần hầu, tính cầm phần hầu. Các em chia ra